Xin chào quý vị và các bạn. Trong nội dung này chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện chức năng đó là đếm số lượng nốt có một cây con trên cái cây nhị phân tìm kiếm. Giả sử một cái cây của mình như thế này thì những cái nốt có một cây con bao gồm nốt này và nốt này, tổng cộng là có 3 nốt đúng không nào? Đấy. Thì lúc này chúng ta sẽ phải là như nào? Đơn giản chỉ là kiểm tra xem là cái nốt cây con bên tay trái đấy hoặc nốt con bên tay phải khác nun và cái nốt còn lại bằng nun ấy thì chúng ta đếm được một nốt. Đấy, còn trong những trường hợp khác thì chúng ta sẽ không cộng gì cả và đơn giản thì là trả về cái việc tiếp tục đệ quy tìm những cái nốt có một cây con bên tay trái và hoặc là cây con bên tay phải của cái nốt chúng ta đang xét. Đấy, giả sử chúng ta xét một cái nốt nó nếu như nốt đấy mà nó nun thì chắc chắn là không phải nốt thỏa mãn. Nếu như nốt mà có hai cái con như cái nốt này chẳng hạn thì chúng ta không tính toán gì cả mà chúng ta lại tiếp tục chúng ta đệ quy. Đấy, đây này, đệ quy là tìm số lượng nốt có một cái con của cái nốt nó con bên tay trái hay cây con bên tay trái của cái nốt đấy và làm tương tự cho cái nốt cây con bên tay phải. Đấy, thì lúc này nó chỉ loanh quanh mấy cái việc đó là kiểm tra cái nốt hiện thời này và lại xét những cái nốt cây con bên tay trái, nốt cây con bên tay phải, đã cứ như thế thôi. Cái này cũng cần giống như cái việc là chúng ta thực hiện đếm số lượng nốt có hai cái con này này. Bây giờ mình sẽ biến đổi một chút là chúng ta có được cái kết quả nhá. Mình sẽ copy lại cái dòng này xuống dưới này. Biết rồi. Thì cái này là đổi true thành one. Mình sẽ copy lại cái này. Paste vào đây. Paste vào đây. Paste vào đây. Ok, nhớ là phải thay hết nhé. Khi mà copy paste thì nó rất là nguy hiểm ở chỗ là chúng ta dễ dàng bị nhầm. Thì lúc này nốt có một cây con là cái nốt mà có cái con trái khác nun và cái con phải bằng nun hoặc cái con phải khác nun cái con trái bằng nun đấy. Và r cho đến right bằng bằng cái này là nun PDR nhé đấy, cho nó đồng nhất với nhau. Cái trên này như thế các bạn có thể đổi nó thành cái thằng nun PDR đi. Ok, đây là một cái cụm điều kiện thứ nhất. Cụm điều kiện thứ hai là nếu như cái con bên tay phải nó khác nun rồi thì bắt buộc cây con bên tay trái phải bằng nun, r cho đến left phải bằng nun. Đó. Thì đây là phân cụm này, mình sẽ tách nó xuống như thế này thì các bạn dễ nhìn. Và thông thường khi người ta tách thì người ta sẽ tách đằng sau cái phép toán này. Đây, như này. Ok. Như vậy có nghĩa là gì? Nếu như cây con trái mà khắc nun thì cây con phải bắt buộc phải bằng nun và cây con phải mà khắc nun thì cây con trái bắt buộc phải bằng nun. Như vậy thì nó mới thỏa mãn cái điều kiện là đếm những cái nốt mà chỉ có một cây con, không cần biết nó cây con trái hay cây con phải, chỉ cần biết nó có một cây con thôi thì thỏa mãn được nào. Đây thì chúng ta sẽ return 1 cộng với tiếp tục tìm những cái nốt có một cây con của phía bên cây con bên trái và cây con bên tay phải của nốt chúng ta đang xét. Còn trong những trường hợp khác, đây, chúng ta tiếp tục chúng ta xuống dưới này, chúng ta đệ quy này. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ copy đây, cái đoạn code này nó rất là giống nhau. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta copy. Đây, những cái đoạn code như thế này này. Unload. Đây mình chỉ cần copy đến đây thôi. Đấy thì chúng ta sửa tổng số nốt có một cây con đi bằng chữ đi. Một cây con. Thì cái này là count. Đấy, như thế này. Và bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là có 1 này, 2 này, 3. Đấy, tổng cộng là 3 nhá. Thì bây giờ mình sẽ run này và cái kết quả sẽ là đây. Tổng số nốt có một cây con. À mà không à. One. Rồi bây giờ mình sẽ
vào cái hàm. Đấy, kiểm tra lại. À, trời ơi, đây. Cái này không phải là dấu và nhá, mà là dấu hoặc. Đây, mình nãy mình không sửa hết ấy. Cái tội copy paste nó rất là nguy hiểm. Đây, có 3 cái nốt thỏa mãn cái yêu cầu của đề bài đưa ra. Đây thì với cái input của chúng ta ấy, ta rõ ràng là thấy có nút này và nút này thôi, thì nó là ba nốt thỏa mãn. Và bây giờ nếu như mình cho cái này đi. Đấy, mình sẽ cho cái nốt này một cái nốt nốt con của nó nữa, thì là người tên là An chẳng hạn. Đây, tree.s, một người tên là An. Đó, thì cái này rõ ràng là nếu thêm An thì An sẽ cho vào đây. Đấy, An cho vào đây thì đây này. Ok. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy là cái này nó có thêm cái nốt này nữa, tổng cộng là 4. Và bây giờ chúng ta sẽ run để xem cái kết quả nó có đúng là 4 hay không. Đây. Đấy. Như vậy thì chúng ta đã thực hiện xong đấy, cái bài mà yêu cầu đó là tìm là đếm những cái nốt có một cây con trên cái cây nhị phần tìm kiếm, và cái lý thuyết nó đơn giản thôi. Chỉ cần kiểm tra nếu như cái nốt hiện thời ấy mà nó có cây con trái và không có cây con phải, hoặc có cây con phải và không có cây con trái, thì cái kết quả của chúng ta sẽ là cộng thêm 1 và tiếp tục để quy cho cái nốt hay là cây con bên tay trái, và tiếp tục để quy cho cái cây con bên tay phải nốt đang xét. Cuối cùng là cộng hết cái kết quả vào thì sẽ được. Ok, bây giờ mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp nhé.